Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Phần tin trung tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau. Hợp mặt truyền thống chờ lớn Trung Quyện, chi đội 15, trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh, lần thứ 30, và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tiểu đoàn 261 Ghi Rồng. Long An nghiệm thu kênh chính và khu tưới dự án thủy lợi Phước Hòa. Huyện Tân Hưng có 80 hecta lúa đông xuân bị chuột cắn phá thiệt hại trên 50%. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình thời sự này. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 1 năm 2016, đoàn cán bộ lãnh đạo quyền ủy, ủy ban nhân dân quyền Cần Chuột do ông Trần Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy Cần Chuột cùng với các đồng chí lão thành cách mạng đến quận ủy quận 11 thành phố Hồ Chí Minh dự họp mặt truyền thống chợ lớn Trung huyện chi đội 15, trung đoàn 308, Nguyễn An Ninh lần thứ 30. Tại buổi họp mặt, đoàn đã nghe ông Quỳnh Ngọc Diệp, trưởng ban liên lạc chợ lớn Trung huyện chi đội 15, trung đoàn 308, Nguyễn An Ninh ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của cán bộ chiến sĩ cho dùng đồng bào đã chiến đấu anh dũng hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc tại vùng đất chợ lớn Trung huyện đồng thời ghi nhận công lao, xương máu, sự cống hiến hy sinh của nhiều thế hệ cách mạng, trân trọng, giữ gìn truyền thống hào hùng của chủng đất chợ lớn trung quyền năm xưa. Qua đó, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Tại buổi họp mặt, ông Ngô Văn Luận, Bí thư quận ủy quận 11, trao cờ hợp mặt truyền thống chợ lớn Trung huyện, chi đội 15, trung đoàn 308, Nguyễn An Ninh cho ông Trần Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cần Chùa, đăng cai tổ chức họp mặt lần thứ 31 tại huyện Cần Giuộc. Ngày 8 tháng 1 năm 2016 tại ấp 4 xã Tân Hiệp, Ủy ban nhân dân huyện Thành Quá đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tiểu đoàn 261 Kỳ ngày 2 tháng 1 năm 1961, 2 tháng 1 năm 2016. Bà Trần Thị Nhanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Thành Quá và các cựu chiến binh tiểu đoàn 261 Kỳ Rồng về dự họp mặt. Ngày 2 tháng 1 năm 1961, Tỉ đoàn 261 chính thức được thành lập tại một vùng giải phóng thuộc tỉnh Long An. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của quân khu 8 gồm 7 tỉnh Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Kiến Tường, Kiến Phong và An Giang. Biên chế ban đầu của đơn vị gồm hai đại đội bộ binh, một trung đội trợ chiến là những chiến sĩ bộ đội địa phương và du kích đã từng tham gia chiến đấu của các tỉnh trong quân khu 8. Sau khi thành lập vừa ổn định biên chế, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đến tháng 5 1961, Tiểu đoàn đánh trận phục kích đầu tiên tại xã Mỹ Lạc, quyền Thủ Thừa, gây cho địch nhiều thiệt hại quan mang. Từ trận đánh đầu tiên với khẩu hiệu đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm. Qua các năm 1962 đến năm 1967, tiểu đoàn 261 đã cùng bộ đội địa phương tham gia nhiều trận đánh ở các tỉnh Gò Công, Long An, Bến Tre, Mỹ Tho, Đồng Tháp, đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế cơ lợi cho ta. Do có nhiều thành tích trong chiến đấu nên tiểu đoàn đã được nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều quân quy chương cao quý khác. Đến năm 1967, do yêu cầu tác chiến, quân khu quyết định thành lập trung đoàn rồi sư đoàn. Từ đó, tiểu đoàn 261 Kiron trở thành đơn vị trực thuộc trong đội hình của sư đoàn. Các bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp tục tham gia chiến đấu đến ngày giải phóng đất nước. Nhân dịp này, các đại biểu cũng thảo luận đóng góp ý kiến cho việc xây dựng khu lưu niệm truyền thống tiểu đoàn 261 Kiron ngày 8 tháng 1 năm 2016, Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa phối hợp tổ chức lễ nghiệm thu kênh chính và khu tưới dự án thủy lợi Phước Hòa tại ấp Bến Long, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Dự lễ có Nguyễn Vinh Quang, cục trưởng cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kênh chính và khu tưới Đức Hòa thuộc dự án thủy lợi Đức Hòa được thực hiện bằng nguồn giống chay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cơ quan hợp tác phát triển Pháp AFD và nguồn vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Kênh chính có tổng chiều dài trên 17,6 km với 86 công trình trên kênh, xuất phát từ kênh chính Đông Dầu Tiến Tây Ninh qua xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và về Đức Hòa. Kênh chính có nhiệm vụ tưới cho 16.739 ha đất canh tác, trong đó có 13.821 ha thuộc quyền Đức Hòa. Đối với khu tưới Đức Hòa là khu tưới có quy mô lớn nhất của dự án thủy lợi Phước Hòa, và là khu tứ lớn nhất trong khu vực miền Tây Nam Bộ với 126 tuyến kênh, tổng chiều dài trên 182 km. Tổng nguồn vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Tại buổi lễ nghiệm thu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao bằng khen cho 32 tập thể và 53 cá nhân. Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An đã trao bằng khen cho 13 tập thể và 115 cá nhân có thành tích trong việc thi công dự án. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2015 nhằm đánh giá hoạt động và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016. Trong năm 2015, công tác mặt trận đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền vận động của Ủy ban Mặt trận các cấp giữa các tổ chức thành viên từng bước được tập trung đi vào chiều sâu, đã tổ chức được 1.869 cuộc với hơn 67.900 lượt người dự. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống dân quá ở khu dân cư tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Năm 2015, toàn quyền có hơn 97% gia đình đạt dân quá, có 66 trên 74 khu dân cư đạt khu dân cư dân quá, chiếm tỷ lệ 89%, tăng 3 khu dân cư so với năm 2014. Cuộc vận động ngày vì người nghèo được các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Kết quả đã vận động được 324 triệu đồng. Ngoài ra còn vận động các nguồn thực hiện chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, hoạt động chăm lo người nghèo với số tiền hơn 22,5 tỷ đồng. Đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được nhân dân tích cực hưởng ứng, tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quyền Tân Thạnh cũng đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 với năm nội dung trọng tâm. Với tinh thần dân chủ, hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung 5 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quyền. Đồng chí Nguyễn Giang Trung được hội nghị tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quyền khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Hội cựu giáo chức quyền cần đức tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, trong năm 2015, hội chiên hội cựu giáo chức huyện trực tiếp đóng góp và tham gia trận động người thân hiến trên 3.400 m2 đất và trên 201 triệu đồng mở rộng giao thông nông thôn, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại địa phương, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, xây dựng quỹ khuyến học từ quyện đến cơ sở. Điểm nổi bật là hội đã vận động 7 học sinh có nguy cơ bỏ học và bỏ học ở lại trường, kèm cặp miễn phí 32 học sinh đóng góp và vận động xã hội hóa tiếp sức học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi trên 233 triệu đồng. Hội chú trọng công tác chăm sóc đời sống hội chiên, quy động mỗi tháng trên 96 triệu đồng, tổ chức hợp mặt kỷ niệm nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tổ chức công tác hội và các phong trào tại địa phương. Tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa, giao lưu, thể dục dưỡng sinh và tham quan du lịch, giúp hội chiên gắn bó hơn với công tác hội và các phong trào tại địa phương. Hội cựu giáo chức tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân huyện Cần Đức và Hội cựu giáo chức huyện đã tặng giấy khen cho 9 tập thể 51 cá nhân có thành tích trong hoạt động cựu giáo chức năm 2015. Đồng thời, Hội cựu giáo chức huyện phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội cựu giáo chức nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Ngày 8 tháng 1 năm 2016, Hội khuyến ngọc thành phố Tân An tổ chức hỗ trợ học phí và trao quà cho các em sinh viên cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn dâng lên học giỏi trên địa bàn thành phố năm học 2015-2016 mỗi em nhận hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt và một phần quà 20 quyển tập tổng giá trị cho đợt hỗ trợ học phí lần này là trên 14.700.000 đồng với sự hỗ trợ kịp thời của hội khuyến học thành phố đã giúp các em có thêm điều kiện đến trường và là động lực để các em tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng chuột cắn phá đang diễn ra rất phổ biến trên các cánh đồng vụ Đông Xuân 2015-2016 tại huyện Tân Hưng, chủ yếu là diện tích lúa đang ở giai đoạn làm đồng và trổ khiến cho nhiều nông dân phải mất ăn mất ngủ. Theo thống kê, hiện tại toàn huyện đã có đến 230 ha bị chuột cắn phá, trong đó 80 ha gần như bị mất trắng. Bà Nguyễn Thị Lan ấp 4 xã Thành Hưng cho biết: "Vụ này gia đình bà sản xuất được 6 ha khi lúa trổ đều, bông rất to sáng, bà rất kỳ vọng" đến khi thu hoạch sẽ cho năng suất cao. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi ra thăm ruộng, bà chỉ biết lắc đầu vì 3 trên 6 hecta lúa của bà bị chuột cắn phá dư trội, thiệt hại khoảng 70%. Bà Lan cho biết thêm, năm nay lũ nhỏ chuột sẽ nhiều, nên từ khi gieo xạ đến giờ, bà cùng nhiều hộ nông dân khác đi bắt chuột bằng cách đổ nước vào hang rồi đến dùng thuốc nhưng không hiểu sao bây giờ chuột vẫn cắn phá nhiều đến như vậy. Còn trường hợp của ông Nguyễn Quỳnh Giao ngụ cùng ấp thì cho biết dù ông đã dùng nhiều biện pháp để diệt chuột, như dùng bã mồi để dụ chuột, rồi đến dùng thuốc hóa học, thậm chí ông còn dùng lưới để bao xung quanh và căng dây kẽm tiệt điện. Dù biết cách làm này là rất nguy hiểm, nhưng cũng không thấy hiệu quả gì. Hiện tại, 3 trên 10 hecta ruộng lúa nhà ông đã bị chuột hoành hành, trong đó có 1,5 hecta gần ảnh hưởng năng suất từ 60 đến 70%. Ông Giao còn cho biết, khi lúa phát triển đến giai đoạn này thì ông đã phải bỏ ra biết bao công sức tiền của giàu đó nhưng chờ bị chuột gây hại nên ông bị tổn thất rất nhiều. Ông Nguyễn Quỳnh Giao, xã Thành Hưng, quận Tân Hưng bức xúc nói. Rà, nông dân tôi thì giờ vốn liếng cũng đã bỏ vô hết rồi. Nhưng mà nếu từ cái khi mới xạ thì chúng tôi cũng uh, thuốc rồi cũng đi đổ hang này kia để cho đừng cho chuột nó phá. Mà bây giờ là tới cái thời điểm mà lúa nó trổ lên, từ có đồng đồng nó trổ. Dịch chuột cái đó nó xuống một cái là thì giờ cũng nhờ các ngành các cấp làm sao là xem xét đang hỗ trợ tôi tôi rồi đặng cho nó cái vụ động sư hè thu tới đang cho nó bớt cái chuột này chứ nếu mà để như vậy thì chắc bà con tôi không có thể nào xả cái vụ hè thu được đó ông lê văn thọ phó chủ tịch quỹ ban nhân dân xã Thành Hưng cho biết ngay từ đầu vụ ủy ban nhân dân xã cũng đã tuyên truyền vận động người dân dùng nhiều biện pháp thủ công và hỗ trợ thuốc hóa học để diệt chuột tuy nhiên do lượng chuột năm nay nhiều nên một số diện tích lúa giai đoạn đồng trổ bị chuột gây hại nặng. Theo thống kê, toàn xã có 150 hecta bị chuột cắn phá, trong đó có đến 80 hecta bị thiệt hại ước từ 50 đến 70% năng suất. Ông Lê Văn Tho, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Hưng, huyện Tân Hưng cho biết. Nhưng mà do năm nay là cái mực nước lũ lên thấp nên các cái vùng gò cao á, chuột nó sinh sản rất là nhiều. Hiện tại thì trên địa bàn xã thì bị ảnh hưởng do chuột nó tấn công là chắc khoảng 150 ha trong đó thiệt hại thì chắc khoảng từ 50 đến 70 phần trăm vì vậy trong cái thời gian tới thì chỗ xã cũng tiếp tục tuyên truyền vận động bà con thường xuyên thăm đồng để có các cái biện pháp mà để phòng ngừa chuột để bảo vệ các cái diện tích để bảo vệ cái năng suất trong cái cuối mùa để bảo vệ diện tích còn lại hạn chế bị chuột cắn phá bà con nên sử dụng các biện pháp thủ công kết hợp dùng thuốc hóa học sử dụng bao ni lông và lưới bao quanh ruộng tuyệt đối không nên dùng điện để diệt chuột vì rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng của bản thân và những người xung quanh. Quý thính giả vừa theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh, tiếp sau đây là những thông tin trong nước và thế giới đáng quan tâm. Theo Nhân dân Điện tử năm 2015, nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản hơn 2.000 tựa sách mới. Trong rất nhiều các cuốn sách mới này, các biên tập viên của nhà xuất bản Kim Đồng đã chọn ra 25 cuốn sách tiêu biểu cho 5 dòng sách năm cuốn sách văn học nổi bật gồm cuộc chia ly trên bến nhà rồng nhảy trên cảnh quyền người quản tượng và con voi chiến sĩ một đêm giông bão vichy melip ở nhà và ở trường sách kiến thức khoa học cơm số phận của vũ trụ những gương mặt làm thay đổi thế giới cuốn sách lớn đầu tiên của tớ những vị vua trẻ trong sử diệt mênh mông biển diệt năm cuốn sách tranh nổi bật có Ngộ ngôn ê dớp bằng thơ thơ hay cho bé mầm non truyện cổ tích việt nam hay nhất Thế giới nhỏ của Glitz 5, Cụ của quả lê khổng lồ, sách dành cho tin nổi bật, bưu thiếp của rừng, thần tượng rắc rối, thế gian màu gì, John đi tìm hùng, ấn bản mới, trước lý sống cho tin, và năm cuốn sách dành cho cha mẹ, trái tim của mẹ, kỹ năng và kiến thức xã hội dành cho trẻ tiểu học và trung học, những tuyệt chiêu trò chuyện với trẻ, nhật ký bằng tranh của mẹ cháu quẩy, cảm năng sinh hoạt bằng tranh cho bé, Việc lựa chọn này giúp các độc giả có thêm kênh tham khảo tốt để lựa chọn những cuốn sách mà mình quan tâm. Thông báo mới nhất của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, nước này dự kiến sẽ chỉ sản xuất khoảng 25 triệu tấn lúa gạo trong niên vụ 2016-2017, thay vì mức 31 đến 32 triệu tấn của nhiều năm qua. Lý do của việc cắt giảm này là để phù hợp với nhu cầu tiêu thụ dự kiến của thị trường thế giới và tình trạng hạn hán ở Thái Lan. Bí thư thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, bà Chutima Poncha Prapat cho biết, để đưa ra quyết định này, chính phủ đã mời đại diện khối chuyên nghiệp tư nhân và người trồng lúa cùng tham gia thảo luận hoạch định kế hoạch tổng thể sản xuất gạo và thị trường tiêu thụ trong niên vụ 2016-2017. Kế hoạch này được chia ra làm các chương trình 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng. Theo bà Chutima Poncha Prapat, ba bên tham gia thảo luận đã nhất trí rằng Mức trần sử dụng lúa gạo nên là 25 triệu tấn do chính phủ muốn thu hẹp khu vực canh tác nông nghiệp do tình trạng hạn hán cũng như theo sát diễn biến thị trường. Mặt khác, chính phủ của Thủ tướng Prayuth chan o đang phải xử lý kho gạo tồn 13 triệu tấn, để lại từ thời cựu Thủ tướng Dinh Lúc Sinawat. Chính phủ Thái Lan muốn người nông dân chuyển từ trồng lúa trong mùa khô sang trồng các loại cây khác có giá trị cao hơn để tăng thu nhập và giảm bớt tình trạng dư thừa sản lượng gạo thông qua chính sách phân dùng cây trồng tự nguyện. Năm 2014, lượng gạo của Thái Lan vượt quá nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 50%. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Trung biên tập cùng các phát thanh viên Hoài Đức và Kim Trúc thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.